vì những lời hát như lòng trần còn tơ vương khanh tướng, khi đường trần mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi trong bản chiều mưa biên giới. Và anh đến đây rồi anh như bóng mây, mấy ai ra đi hẹn về dệt nốt tơ duyên trong bản mấy dặm sơn khê, mà nhạc tình của Nguyễn Văn Đông bị xem là ủy mị. Và tới năm 1961, hai bản nói trên đã bị Bộ Thông tin của nền đệ nhất Cộng hòa ra lệnh cấm phổ biến. Mặc dù vào thời gian đó, Nguyễn Văn Đông đang được trọng dụng, từng nhận lãnh giải thưởng âm nhạc toàn quốc do bà cố vấn Ngô Đình Nhu trao tặng. Tới đây, chúng tôi xin sơ lược cuộc đời hoạt động âm nhạc của Nguyễn Văn Đông. Vào thời gian Việt Nam mới giành được độc lập, chính phủ Cộng hòa phải lo ổn định tình hình và cuộc sống của người dân. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã được trao phó chức vụ trưởng đoàn văn nghệ Vì Dân để đi lưu diễn khắp nơi. Xin được nhắc lại, Vì Dân cũng là bút hiệu của Nguyễn Văn Đông khi sáng tác bản Viên Gác Đêm Xuân. Đoàn văn nghệ này có một thành phần hùng hậu, gồm nhiều ca nhạc sĩ nổi tiếng ở Sài Gòn thời bấy giờ như Mạnh Phát, Minh Kỳ, Hoài Linh, Thu Hồ, Quách Đàm, Minh Diệu, Khánh Ngọc, và các nghệ sĩ danh tiếng như Kim Cương, Vân Hùng, Ba Vân, Bảy C, Trần Văn Trạch, Trang Thiên Kim. Năm 1958, Nguyễn Văn Đông là trưởng ban ca nhạc Tiếng Thời Gian trên Đài Phát Thanh Sài Gòn, gồm các ca nhạc sĩ nổi tiếng như Hà Thanh, Lệ Thanh, Minh Diệu, Khánh Ngọc, Mạnh Phát, Quách Đàm, Anh Ngọc. Về sự nghiệp sáng tác, ngoài tên thật Nguyễn Văn Đông và bút hiệu Vì Dân, ông còn sử dụng nhiều bút hiệu khác như Phượng Linh, Đông Phương Tử, Hoàng Long Nguyên để sáng tác. Vào giữa thập niên 1960, tức là thời kỳ nở rộ của nhạc thời trang, ở Sài Gòn chẳng mấy người biết Phượng Linh, tác giả của những ca khúc ăn khách như Bóng Nhỏ Giáo Đường, Niềm Đau Dĩ Vãng, Chiếc Bóng Công Viên, Khi Đã Yêu, Thương Muộn, Thương Về Mùa Đông Biên Giới, Tình Người Ngoại Đạo, lại chính là Nguyễn Văn Đông. Cũng với bút hiệu Phượng Linh và Đông Phương Tử, Nguyễn Văn Đông đã viết nhạc phong, tức nhạc nền, và điều khiển ban nhạc cho trên 50 vở tuồng cải lương nổi tiếng trước năm 1975, như Nửa Đời Hương Phấn, Đoạn Tuyệt, Tiếng Hạc Trong Trăng, Mưa Rừng. Nhưng ở đây, chúng ta đang nói tới bút hiệu Nguyễn Văn Đông. Và chỉ với bút hiệu này mà thôi, ông đã cống hiến cho đời trên 30 ca khúc nổi tiếng, từ bản Giáng Xuân Xưa với nét nhạc êm ái dịu dàng, mang âm hưởng cổ điển Tây Phương, tới bản Thương Hận theo thể điệu tango quyến rũ, từ Cung Thương Ngày Cũ viết chung với Mạnh Phát, cho tới Sắc Hoa Màu Nhớ, Bâng Khuâng, Bàng Bạc. Hoa phượng rơi đón mùa thu tới, màu lưu luyến như hoa thơi. Ngàn phượng rơi với mái tóc tôi, sắc cười màu pháo vui, tiễn em chiều năm ấy. Xưa từ khu chiến về thăm gió, ngàn sạc pháo lấp ánh sao. Chiều hành quân này qua lối xưa, giữa một chiều gió mưa, sắc hoa hồng mênh mông. Đời tôi quân nhân, chút tình riêng nơi núi sông, yêu màu gợi niềm thủy chung. Xa rồi vẫn nhớ, một trời vẫn nhớ đời đời, phượng rơi rơi trong lòng tôi. Thu mưa sang sắc hồng tô lô, tình thu thắm thiết quá thôi. Nhìn màu hoa xưa tan tác rơi, nhớ buồn hoàn nhớ ơi, hát trong màu hoa nhớ. Tôi lại đi giữa trời sương gió, màu hoa thắm vẫn sống trong tôi. Chiều thu sau không qua lối xưa, để nhìn trời gió mưa, sắc hoa hồng mây mông. Về binh nghiệp, Nguyễn Văn Đông sau này lên tới cấp bậc đại tá. Sau biến cố tháng 4 năm 1975, ông bị tù cải tạo 10 năm. Vào khoảng giữa năm thứ năm, chúng tôi đã được gặp lại ông trong tình cảnh thê lương, ảm đạm của bệnh xá K-30 thuộc trại tù Suối Máu ở tỉnh Biên Hòa.
Lúc ấy, ông đã kiệt sức vì đủ các chứng bệnh, và các bác sĩ quân y của miền Nam bị tù chung cho biết ông khó lòng qua khỏi. Nhưng ông vẫn sống lây lắt, để rồi 5 năm sau, tức năm 1985, nhà cầm quyền Cộng sản đã cho thân nhân tới khiêng ông về nhà để chuẩn bị lo hậu sự. Thế nhưng, như một phép lạ, sống trong vòng tay của những người thân yêu, ông đã bình phục. Nhưng ông không bao giờ sáng tác trở lại. Năm 2004, tức là 19 năm sau, cơ quan văn hóa thông tin của chế độ mới đã cho phép phổ biến 10 sáng tác cũ của Nguyễn Văn Đông, mà xét về mặt chính trị, tất cả đều là những ca khúc vô thưởng, vô phạt. Trong số này có Niềm đau dĩ vãng, Về mái nhà xưa, Tình đầu xót xa, Hải ngoại thương ca và Nhớ một chiều xuân, tình khúc mà chúng tôi muốn đề cập tới. Xưa nay, với tư cách người thưởng ngoạn, chúng ta thường cho rằng giới nghệ sĩ sáng tác, đặc biệt là các nhạc sĩ, thường có những mối tình lớn, thành hoặc bất thành, và nhiều mối tình nho nhỏ khác, và lấy đó làm nguồn cảm hứng cho các sáng tác của mình. Chẳng hạn Văn Cao, vì thất tình nữ ca sĩ Hoàng Oanh đầy huyền thoại của Hà Nội mà viết bản Bến Xuân. Dương Thiệu Tước thì được sánh đôi với Minh Trang của đất thần kinh mà sáng tác bản Ngọc Lan. Đoàn Chuẩn vì nhớ thương người bạn đời xa cách mà viết bản Đường về Việt Bắc. Lê Trọng Nguyễn không quên được người yêu xưa ở Hội An nên đã phải trả nợ tình bằng bản Nắng Chiều. Thực ra, đời người, nghệ sĩ hay không nghệ sĩ, chúng ta cũng có thể có nhiều mối tình lớn nhỏ. Có khác nhau chăng là trong khi chúng ta vui hưởng hạnh phúc, đau đớn với những vết thương lòng hay tiếc nhớ một hình bóng đã qua trong phạm vi riêng tư, thì các nhạc sĩ lại có khả năng, cơ hội giải bày qua dòng nhạc. Đối tượng trong bản Nhớ một chiều xuân của Nguyễn Văn Đông là một cô gái ở mái tận Hạ Uy Di. Nguyên vào thời gian theo học một khóa tu nghiệp tại đây vào năm 1956, tiếng đàn của chàng trung úy trẻ tuổi đã chinh phục được trái tim người đẹp của hòn đảo thơ mộng, vốn được mệnh danh thiên đường hạ giới. Ngày chia tay, chàng hứa sẽ trở lại. Dĩ nhiên, chỉ hứa cho có. Một năm sau, nhìn hoa xuân nở thắm, Nguyễn Văn Đông chợt nhớ lại mối tình ngắn ngủi ấy. Trong lòng bỗng dâng lên một mối thương cảm bồi hồi, gửi hồn về nơi chốn xa xôi có người con gái đang ngóng chờ mình trở lại để đàn cho nàng nghe khúc nhạc mà nàng hằng yêu mến. Người yêu dấu bên bờ Thành Viên. Cười chợt nhớ một người, chạnh lòng tôi khơi bao niềm nhớ. Người nơi xa sông phương trời ấy, người con buồn con thương con nhớ. Nắng phai rồi thank you.
Thưa quý thính giả, trước khi tạm biệt, xin phép đề cập tới lá thư đóng góp vào chương trình này của ông Nguyễn Mạnh Cường ở Tây Úc. Ông Cường chính là vị thính giả cách đây mấy năm đã gửi tặng Ban Việt ngữ SBS Radio bản nắng chiều của Lê Trọng Nguyễn, cho nữ ca sĩ Đào Tô Dung hát lời bằng tiếng Hoa với tựa đề Tịch Dương. Lần này, ông Cường viết thư để bổ túc một thiếu sót trong bài thứ 26 nói về cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương, phát thanh cách đây mấy tuần. Trong bài này, chúng tôi có nói rằng trong số những bài thơ của thi sĩ Thanh Tâm Tuyền được Phạm Đình Chương phổ nhạc có bài Lệ Đá Xanh. Trên thực tế, chỉ có một đoạn trong bài Nửa Hồn Thương Đau lấy lời của câu thơ cuối cùng trong bài Lệ Đá Xanh. Đó là câu, đôi khi tôi muốn tin, ôi, những người khóc lẻ loi một mình. Thế nhưng trước đó, bài Lệ Đá Xanh đã được nhạc sĩ Cung Tiến phổ nhạc, và nếu đem so sánh, sẽ thấy hai đoạn nhạc nói trên rất giống nhau. Từ đó, dẫn tới những nghi vấn, chẳng hạn như của tác giả Phạm Văn Kỳ Thanh về sự bắt chước, hoặc nói trắng ra là đạo nhạc của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Tuy nhiên, theo Phượng Hoàng của SBS Radio, trong một bài nói về các sáng tác phổ thơ của Phạm Đình Chương cách đây mấy năm, thì ngày ấy, chính Phạm Đình Chương đã xin phép trích, gần như nguyên bản, một đoạn trong bài Lệ Đá Xanh, với sự thỏa thuận của Cung Tiến. Giai thoại này đã chứng minh tình bạn thân thiết và sự quý trọng lẫn nhau giữa hai nhà nhạc sĩ trứ danh của chúng ta. Và như vậy, mọi sự đã sáng tỏ. Xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Cường đã chú ý và còn bỏ công viết thư để chúng tôi có dịp nhắc lại một sự kiện hy hữu và lý thú trong nền tân nhạc Việt Nam. Nhiều xuân có một người ngơ ngã đi tìm một tình thương nơi phương chơi cũ. Chiều nay hoa xuân bay nhiều quá, chiều tan dần phai trên ngàn lá, tìm đâu bóng hình ai. Người đợi mùa xuống.